Nếu như tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có làng Đại học Thủ Đức, thì ở thành phố Nha Trang này chúng ta vẫn có một làng đại học mang tên đó là làng Đại học Bắc Hoàng Ông quý anh chị. Vị trí mà Tâm đang đứng đây là ngay khu tái định cư Hòn Rớ 2 thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, cũng là vị trí được quy hoạch là làng Đại học Bắc Hoàng Ông. Hiện tại cái ngôi trường hiện tại có cuộc làng đại học này quý anh chị, chúng ta đã có 3 ngôi trường chính, đó là trường chuyên Lê Quý Đôn như trước mặt quý anh chị đây, một ngôi trường danh giá mà tất cả những học sinh trung học phổ thông đều mong ước học ở đây. Thì ở sau lưng ở ngôi trường chuyên Lê Quý Đôn này thì chúng ta có cái trường cao đẳng nghề nha, và khu vực phía xa kia kia là trường chính trị. Và vừa rồi ngày 29 tháng 4 năm 2023 thì trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xin lập dự án mở cơ sở tại khu vực làng đại học này, và cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận như quý anh chị. Thì vì hôm nay Tâm sẽ giới thiệu đối với anh chị một cái sản phẩm đất nền cách cái khu vực làng đại học này chỉ khoảng là tầm 200m tính theo đường chim bay. Cái hướng này chúng ta sẽ di chuyển về cảng quốc tế Hoàng Phong Cam Ranh này, khoảng là tầm 20 km nha. Và hướng ngược lại là hướng chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang là hướng này đúng không chị. Đây là đường đại lộ Nguyễn Tất Thành nha, con đường độc đạo nối liền giữa thành phố Nha Trang và thủ phủ Bảo Vệ Cộng Đồng anh chị. Hướng này chúng ta di chuyển ra thành phố Nha Trang là 1,8 km và cũng là cái hướng đi vào đất chúng ta. Thì bây giờ Tâm sẽ di chuyển từ cái vị trí khu vực trường chuyên Lê Quý Đôn này đi đến vị trí lô đất để quý chị xem về cái tiện ích cũng như là đường đi chúng ta như thế nào nha. Và hiện tại là ở đây quý chị học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đang giờ tan học nha quý chị nha. Thì đó chúng ta nó di chuyển về hướng trung tâm của Nha Trang từ trường chuyên Lê Quý Đôn này, chúng ta di chuyển về hướng trung tâm. Trường này rộng lắm quý chị nha. Và cái quy mô mà làng đại học Bắc Hoàng Ông á được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thì nó diện tích lên nó là 53,7 ha lận, tính tất cả ngôi trường và cơ sở hạ tầng. Ở đây thì tổng diện tích nó rất là lớn nha. Trước mặt kia này đó là trường chính trị quý anh chị, trường chính trị. Kia là trường chính trị kìa. Và chúng ta đi sâu vào trong này là chính là trường cao đẳng nghề nha. Thì lát Tâm sẽ quay cái vị trí Google Maps cho quý chị xem. Bây giờ Tâm chỉ đi từ cái vị trí trường này đi ra cái vị trí lô đất khu tái định cư Hòn Rớ thôi. Ở đây là Tâm nhắc lại là đất tái định cư nha quý anh chị, cho nên là pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh cho quý anh chị luôn. Như quý chị có thể nhìn thấy á, lộ giới đường chúng ta là 10m tính luôn vỉa hè. Thì hiện tại là trên lòng đường này quý chị rộng khoảng là tầm ước chừng là khoảng là 8m nha. Một chiếc xe 45 chỗ đậu và một chiếc 45 chỗ chúng ta né nhau thoải mái quý chị. Ở đây là tất cả là khu bàn cờ và đường thông hết nha. Ô tô di chuyển và đậu thoải mái luôn. Đó, vỉa hè nhỏ nhưng mà hiện tại quý chị nhìn thấy nè, chiếc ô tô chúng ta đậu hẳn trên vỉa hè được nha quý chị. Đó. Bây giờ Tâm sẽ đi vào thông số lô đất luôn nè. Diện tích chúng ta sẽ là 80m, chiều ngang là 5, chiều dài 16, thì ranh giới đây quý anh chị. Từ cái móng nhà bên đây nè, móng đất bên ta người ta nè. Từ đây, ngang bên này sẽ là 5m. Và ở đây là cái nhà di động người ta đang đỡ kế nha quý anh chị nha. Chứ không phải là cái thớ đất mình tông. Đó, Tâm đi vào đất luôn nè. Hiện tại thì đất nó, Tâm xem thì nó bằng phẳng. Cũng khá là bằng phẳng nha quý anh chị. Không có lồi lõm gì mấy đâu.
nó chỉ thấp hơn cái khu vực này tầm một xíu thôi, chúng ta đổ tầm một vài xe đất là nó sẽ bằng phẳng thoải mái đó. Đây, xe 45 chỗ đậu rất là nhiều ở đây quý anh chị nha. Ở đây là hướng hướng đất chúng ta là hướng đông nam, vì đối diện chúng ta sẽ là một cái khu đồi nè quý anh chị. Ở đây khu đồi này là đất rừng sản xuất, quy hoạch đất thương mại dịch vụ nha. Nhà cửa xung quanh hàng xóm chúng ta đây cũng sau này trong tương lai cũng mọc lên một nhiều cái nhà như thế này nè quý anh chị. Người ta xây khang trang thoải mái. Ở đây là đất tái định cư, chúng ta được phép xây dựng tự do quý anh chị, xây thoải mái, xây full đất luôn. Nếu mà quý anh chị nào tiết kiệm diện tích thì chúng ta xây hết đất 80 mét vuông luôn. Còn quý anh chị nào muốn đỡ xe ô tô trong nhà thì có thể chừa cái sân đỡ xe ô tô thoải mái. Còn không là chúng ta đậu trên vỉa hè như trước này cũng được này, không sao hết. Vì tố chất đất tái định cư thì không ép buộc xây dựng, nói chung là mật độ xây dựng ở đây là 100% thoải mái như quý chị nha. Thì ở đây lát thì Tâm sẽ di chuyển từ cái vị trí đất này đi ra cái trung tâm thành phố Nha Trang luôn. Thì đất thì Tâm chỉ giới thiệu vừa cái tiện ích vùng, nói chung là kết nối vùng cho quý chị xem rõ hơn thôi. Thì Tâm đi vòng vòng á, quý chị xem cái tiện ích xung quanh nó như thế nào. Đây nha quý chị, cùng quan sát lại một lần nữa nha. Thì Tâm xin báo giá luôn quý chị, diện tích lô đất này là 80 m², chiều ngang là 5, chiều dài 16 và hướng đông nam, từ đây sang đây 5 m. Và hiện tại gia chủ lô đất này quý anh chị đang mong muốn bán cái giá là 2.300.000.000 nha. Và cái giá này hiện tại sẽ còn thương lượng cho quý anh chị nào thiện chí mua quý anh chị. Đây nha, Tâm sẽ xuất phát từ cái vị trí lô đất đi qua hướng về hướng trung tâm thành phố Nha Trang cho quý anh chị xem luôn nè. Ở đây là lộ giới chúng ta là đường 10 m, và khu ở đây là toàn bộ là khu bàn cờ thông thoáng tất cả nha. Hiện tại trên mặt đường 10 m này thì đang thưa nhà quý anh chị. Tâm nói đang thưa nhưng mà ở khu vực phía trong kìa, cực kỳ là nhiều rồi. Tâm đi hẳn cái đường đây. Thì do ở đây nó đang thưa nhà nên xe 45 chỗ họ đậu trên này rất là nhiều luôn. Một bên là chị có thể nhìn thấy á. Và đặc biệt là nếu như chúng ta mua ở vị trí những vị trí như mặt tiền đường này bên này á, thì cái khoảng không như phía trước này quý anh chị. Đây nè, cái khoảng không gian mà giáp với cái bờ kè như trên này nè, chúng ta có thể tận dụng trồng cây thoải mái nha. Nói chung là khu vực của nhà ai thì người đó xài, trước đất nhà ai thì người đó xài. Và khu tái định cư Hòn Rớ 2 của xã Phước Long và khu phường Phước Long thì nó chỉ cách nhau cái cầu Bình Tân là đó. Rồi, chắc là Tâm xin dừng clip ở đây. Nếu quý chị nào mà quan tâm sản phẩm mà Tâm vừa giới thiệu á, thì có thể liên hệ với Tâm qua hotline là 0392 808 389 Nguyễn Tâm, tên tôi Quang Thơm. Và cũng cảm ơn quý chị rất là nhiều đã chịu khó theo dõi hết clip của Tâm. Đừng quên thả tim và cho Tâm một nút đăng ký kênh cho quý anh chị.